Dãy núi Xanh Dương là một vùng núi và dãy núi nằm ở bang New South Wales, nước Úc. Khu vực này được coi là một phần của vùng ngoại ô phía tây của khu vực Sydney rộng lớn. Vùng này giáp với khu vực đô thị chính của thành phố Sydney. Các chân đồi của nó bắt đầu cách trung tâm thủ phủ bang khoảng 50 km về phía tây, gần Penrith. Sự hiểu biết của công chúng về phạm vi của dãy núi Xanh Dương rất khác nhau, vì nó chỉ là một phần của khu vực miền núi rộng lớn gắn liền với dãy núi phân chia lớn. Theo định nghĩa năm 1970, vùng núi Xanh Dương được bao phủ bởi sông Nepean và sông Hawkesbury ở phía đông, sông Scott và hồ Burraguran ở phía tây và nam, sông Volga và Colo ở phía bắc. Về mặt địa chất, nó nằm ở phần trung tâm của lưu vực Sydney. Dãy núi Xanh Dương bao gồm một dãy núi, các vách đá cao nguyên, kéo dài ra khỏi dãy phân chia lớn, cách khoảng 4,8 km về phía tây bắc của Wollongong, theo hướng đông nam khoảng 96 km, chấm dứt tại đồng bằng Emu, trong khoảng 2/3 chiều dài của nó. Nó được đi qua đường cao tốc Great Western, tuyến đường sắt Main Western và đường hầm núi Xanh Dương được đề xuất. Một số thị trấn đã được thành lập nằm trên đỉnh cao của nó bao gồm Catumba, Black Hill, Mount Victoria và Springwood, từng bị những người định cư coi là không thể vượt qua. Chuyến thám hiểm năm 1813 của Black Plain, Wentworth và Lawson đã mở ra một vùng nội địa cho người Anh định cư. Ngày nay, khu vực núi Xanh Dương bao gồm khu vực chính quyền địa phương của thành phố Blue Mountains. Kể từ đầu năm 2010, đa dạng sinh học và cơ sở hạ tầng của khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các vụ cháy rừng lớn quy mô và tác động chưa từng có. Năm 2018, có khoảng 8,4 triệu người đã đến thăm Blue Mountain, núi Xanh Dương. Rừng Ba Giang, núi Xanh Dương và Nam Tây Nguyên là một cộng đồng rừng nổi bật trong vùng sinh thái. Sau khi người châu Âu định cư ở khu vực Sydney, khu vực này được Arthur Phillip đặt tên là đồi Carmarthen và Lansdowne. Năm 1788, đồi Carmarthen nằm ở phía bắc của vùng và đồi Lansdowne ở phía nam. Tuy nhiên, cái tên núi Xanh Dương được ưa thích hơn và bắt nguồn từ tông màu xanh lam mà dãy núi có khi nhìn từ xa. Màu sắc này được cho là do tán xạ Mie gây ra. Xảy ra khi ánh sáng tới, có bước sóng ngắn hơn, bị phân tán bởi các hạt trong khí quyển, tạo ra màu xanh lam cho bất kỳ vật thể ở xa nào, bao gồm cả núi và mây. Các terpenol dễ bay hơi được phát ra bởi số lượng lớn cây bạch đàn ở dãy núi Xanh Dương, có thể gây ra sự phân tán Mie và do đó gây ra đám mây mù màu xanh lam mà dãy núi được đặt tên. Là một cao nguyên sa thạch, có cảnh quan rừng bạch đàn nổi bật, dãy núi Xanh Dương nằm trên đỉnh của một khối thạch anh khoảng 407 triệu năm tuổi. Vào kỷ Permi, dùng biển nông bao phủ khu vực khi các con sông mang theo đá phiến, bột kết và đá bùn. Sau đó, trong thời kỳ Mesozoic, các dòng sông đổ một lượng lớn cát, chôn vùi các loại đá trầm tích khác. Khoảng 1 triệu năm trước, trong kỷ Pliocene, dãy núi Xanh Dương bắt đầu hình thành, tạo thành những thung lũng sâu và những vách đá dựng đứng với độ cao hơn 1.000 mét.
Đặc điểm tự nhiên đặc biệt chính của nó là khói đá Ba Chị Em, một sự hình thành của ba đỉnh sa thạch bị xói mòn. Có những tảng đá được thắp sáng bởi ánh sáng thoáng qua vào thời điểm trong ngày. Dãy núi Xanh Dương đã là nơi sinh sống của người Wundugara trong nhiều thiên niên kỷ, hiện được đại diện bởi tập đoàn thổ dân Hội đồng Bộ Lạc Wundugura, có trụ sở tại Kathamba và ở vùng Hạ Lưu, núi Xanh Dương bởi người Darut, hiện được đại diện bởi tập đoàn thổ dân Bộ Lạc Darut. Câu chuyện về sự sáng tạo của Wundugura ở dãy núi Xanh Dương kể rằng những sinh vật trong mơ Mirigan và Garangot, nửa cá nửa bò sát, đã chiến đấu trong một trận chiến hoành tráng khiến cảnh quan trở thành thung lũng Jamison. Hội đồng Bộ Lạc Wundugura là một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho các chủ sở hữu truyền thống Wundugura, quảng bá di sản và văn hóa, đồng thời hỗ trợ người dân Wundugura kết nối trở về đất nước. Công ty thổ dân Hội đồng Bộ Lạc Wundugura đã đăng ký yêu cầu về quyền sở hữu bản địa từ năm 1995 đối với vùng đất truyền thống của họ, bao gồm dãy núi Xanh Dương và các khu vực xung quanh. Ví dụ về nơi cư trú của thổ dân có thể được tìm thấy ở nhiều nơi. Trong hang Great Hand, một nơi trú ẩn bằng đá gần Plainfoot, các bức tường chứa các hình vẽ tay của người lớn và trẻ em. Ở phía nam của Queen Elizabeth Drive, tại thác Wentworth, một gò đá có rất nhiều rãnh mài được tạo ra bằng cách cọ xát các dụng cụ bằng đá lên đá để tạo hình và mài sắc chúng. Ngoài ra còn có những hình ảnh chạm khắc về dấu vết của động vật và một hang động chiếm đóng. Địa điểm này được gọi là nơi thổ dân King's Tableland và có niên đại 22.000 năm. Lịch sử thuộc địa của Úc. Arthur Phillip, thống đốc đầu tiên của bang New South Wales, lần đầu tiên nhìn thấy phạm vi của dãy núi Xanh Dương từ một sườn núi tại địa điểm của trường cao đẳng Ord Hill, Castle Hill ngày nay. Ông đặt tên cho chúng là đồi Carmarthen, cách khoảng 40 đến 60 dặm, và ông cho rằng khu đất này thích hợp nhất cho kho của chính phủ. Đây là địa điểm mà Gidley King vào năm 1799 đã thành lập một thị trấn nhà tù dành cho các tù nhân chính trị từ Ireland và Scotland. Việc sử dụng tài liệu đầu tiên của cái tên núi Xanh Dương xuất hiện trong lời kể của thuyền trưởng John Hunter về chuyến thám hiểm năm 1789 của Philip lên sông Hawkesbury, mô tả các sự kiện. Vào khoảng ngày 5 tháng 7, Hunter viết: "Chúng tôi thường xuyên ở một số vùng mà chúng tôi đi qua ngày hôm nay, nhìn thấy những ngọn đồi ở rất gần chúng tôi, mà chúng tôi cho rằng đã nhìn thấy từ cảng Jackson và được thống đốc gọi là Xanh Dương. Dãy núi, trong thế kỷ 19, tên này thường được áp dụng cho phần của dãy phân chia lớn, từ khoảng Goulburn ở phía nam đến thung lũng săn bắn ở phía bắc. Theo thời gian, nó được gắn với một khu vực hạn chế hơn. Những thổ dân bản địa biết hai tuyến đường băng qua các ngọn núi Bilpin Creek, hiện là vị trí của đường Bells giữa Richmond và Bell, và sông Cox, một nhánh của sông Nepean. Nó có thể được theo ngược dòng đến vùng đồng bằng rộng mở của thung lũng Canipla, loại đất nước được nông dân đánh giá cao. Những người định cư ở Anh ban đầu cho rằng những vùng đất màu mỡ nằm ngoài dãy núi, trong khi niềm tin của nhiều người còn vượt xa hơn thế. Tuy nhiên, có rất ít lo ngại rằng những ngọn núi có thể là phương tiện trốn thoát, vì chúng được coi là không thể vượt qua được. Ý tưởng này ở một mức độ nào đó thuận tiện cho chính quyền địa phương. Một rào cản không thể vượt qua sẽ ngăn cản những kẻ bị kết án cố gắng trốn thoát theo hướng đó. Một cựu tù nhân John Wilson có thể là người thực dân đầu tiên vượt qua dãy núi Xanh Dương. Người ta cũng tin rằng Matthew Everingham vào năm 1797 cũng có thể đã thành công một phần dựa trên những bức thư ông viết vào thời điểm đó, được đưa ra ánh sáng vào cuối những năm 1980. Wilson đến cùng hạm đội thứ nhất vào năm 1788 và được trả tự do vào năm 1792.
Ông định cư trong bụi rậm, sống với thổ dân và thậm chí còn đóng vai trò trung gian giữa họ và những người định cư. Năm 1797, ông trở lại Sydney, tuyên bố đã khám phá hàng trăm dặm về mọi hướng xung quanh Sydney, bao gồm cả những ngọn núi, những mô tả và quan sát của ông nhìn chung là chính xác. Và có thể ông đã vượt qua những ngọn núi qua phía nam tại hành lang sông Coast do thổ dân hướng dẫn. Thống đốc Hunter rất ấn tượng trước kỹ năng của Wilson và cử ông đi thám hiểm cùng John Fryce và những người khác vào tháng 1 năm 1798. Cả nhóm vượt sông Nepean và di chuyển về phía tây nam tới địa điểm hiện tại là Mittagan. Ở đó, họ rẽ về phía tây và tìm thấy một con đường dọc theo sườn núi nơi ngày nay có đường hang động Wombegan. Trong quá trình đó, họ đã tìm ra cách đi về phía tây của những ngọn núi bằng cách đi vòng qua chúng thay vì băng qua chúng. Vào tháng 3 cùng năm, Wilson và Rice mạo hiểm đến khu vực Camden, rồi tiếp tục đi xa hơn về phía nam cho đến khi họ gặp hồ Thirdmere. Cuối cùng gần như đến được địa điểm hiện tại là Goulburn. Có thể thành quả của cuộc khám hiểm này đã bị Hunter ngăn chặn. Người này có thể không muốn những kẻ bị kết án biết rằng có một con đường tương đối dễ dàng để thoát khỏi Sydney. Wilson bị thổ dân giết sau khi bắt cóc một phụ nữ thổ dân vì tội mục đích sử dụng cá nhân của anh ấy. Nhưng anh ấy đã đạt được nhiều thành tựu với tư cách là một nhà thám hiểm. Anh ta chưa bao giờ được công nhận là người đầu tiên vượt núi. Có thể vì cuộc hành trình trên sông Coast của anh ta không thể được xác minh. Trong khi tuyến đường về phía tây, Mittagan của anh ta có thể là con đường dài đối với một thuộc địa luôn hướng về sa thạch. Từ năm 1798 đến năm 1813, nhiều người đã khám phá nhiều phần khác nhau của dãy núi, từ Pilpin Ridge đến các vùng phía nam ngày nay là công viên quốc gia Kanagarboy. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm được con đường xác định băng qua núi. Cuộc vượt qua dãy núi Xanh Dương năm 1813 của Ryori, Blackland, William Lawson và William Charles Wentworth chính thức được ghi nhận là cuộc vượt qua dãy núi thành công đầu tiên ở châu Âu. Blackland khởi hành cùng Lawson và Wentworth vào ngày 11 tháng 5 năm 1813 và vượt qua núi thành công vào ngày 31 tháng 5. Họ mạo hiểm đến tận nơi, ngày nay là núi Blackland, ngay phía tây sông Coast. Vào tháng 11 năm 1813, Macquarie cử nhà khảo sát George Evans đi thám hiểm để xác nhận những khám phá rõ ràng của Blackland và nhóm của ông. Ông cũng được yêu cầu xem liệu có đủ đất canh tác để giải quyết hay không. Vấn đề càng trở nên cấp bách hơn vì thuộc địa đang bị hạn hán.
Evans và nhóm của anh ấy đã đến được sông Fish và Macquarie, cũng như địa điểm Bathurst. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1814, William Cox bắt đầu xây dựng một con đường xuyên núi, công việc theo lệnh của thống đốc Macquarie. 30 lao động bị kết án và 8 lính canh đã hoàn thành con đường vào ngày 14 tháng 1 năm 1815, sau 27 tuần làm việc chăm chỉ. Vì dãy núi Xanh Dương rất giàu than đá và đá phiến, nên việc khai thác các tài nguyên này bắt đầu ở thung lũng Hartley vào năm 1865. T.B. North điều hành một mỏ đá phiến ở thung lũng Jameson vào thế kỷ 19, và các hoạt động khác được thành lập ở một số nơi địa điểm. Các địa điểm cho các hoạt động khai thác bao gồm thung lũng Jameson, thung lũng Shorts phía trên, Newness, Land, Davis và khu vực đầm lầy Asgard. Bên ngoài núi Victoria, khai thác đá phiến thất bại trong thời gian dài vì nó không mang lại lợi nhuận. Năm 2000, khu vực dãy núi Greater Blue, một khu vực hoang dã rộng lớn ở dãy núi Blue Mountain, vì sự đa dạng sinh học đặc biệt của nó, đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc công nhận và tự xếp vào danh sách Di sản Thiên nhiên Thế giới. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, đề xuất về một bản đặt tên có tên thổ dân kép đã được Hội đồng Tên Địa lý của New South Wales thảo luận về việc liệu núi Xanh Dương có được đặt tên chính thức là Woolloomadda hay không. Khí hậu thay đổi theo độ cao. Tại Catumba, cao 1.010m, nhiệt độ trung bình tối đa vào mùa hè là khoảng 22 độ C, với một vài ngày kéo dài đến những năm 30. Mặc dù người ta thường thấy nhiệt độ tối đa ở mức 10 khi về phía đông, các rãnh dọc bờ biển vẫn tồn tại. Nhiệt độ ban đêm thường ở mức khoảng 10 độ, nhưng đôi khi có thể giảm xuống một con số. Trong mùa đông, nhiệt độ thường vào khoảng 10 đến 11 độ C vào ban ngày, khoảng âm 1 độ C vào những đêm trời trong và 3 đến 4 độ C vào những đêm nhiều mây. Rất hiếm khi nhiệt độ giảm xuống âm 3 độ C hoặc thấp hơn một chút, nhưng thường không khí lạnh nhất sẽ chảy vào thung lũng trong những đêm yên tĩnh, trong xanh. Tuy nhiên, sự đi qua của các đợt lạnh có thể làm giảm đáng kể nhiệt độ trung bình vào ban đêm và ban ngày. Núi Xanh Dương không được biết đến với những buổi sáng đặc biệt lạnh so với các khu vực khác trên khu trung tâm Tableland, chẳng hạn như Oberon, Pathurst và Oran. Mỗi năm có từ 2 đến 3 đợt tuyết rơi. Lượng mưa hàng năm khoảng 1.050mm ở dãy núi Upper Blue với nhiều ngày sương mù. Thảm thực vật tự nhiên chiếm ưu thế ở các rặng núi cao hơn là rừng bạch đàn, thảm thực vật giống cây thạch nam hiện diện ở rìa cao nguyên phía trên vách đá. Các hẻm núi có mái che thường chứa rừng mưa ôn đới. Ngoài ra, còn có nhiều đầm lầy, treo, cỏ lao và lớp đất đen dày sâu Wollemia nobilis thông Wollemia, một tàn tích của thảm thực vật trước đây ở Gondwana, được tìm thấy ở các thung lũng xa xôi và biệt lập của vườn quốc gia Wollemia. Dãy núi Xanh Dương có các dãy núi nhỏ hơn như dãy Bell gần đường Bell và phía bắc sông Ross, dãy Explorer phía nam sông Ross, kéo dài về phía tây với núi Victoria, dãy Kali, dãy Erskine, dãy Mount Hay, dãy Patterson và dãy Woodford. Các đỉnh chính được ghi nhận là đỉnh không tên, cao 1.189m, núi Piddington cao 1.094m, núi Boy cao 1.093m, núi York cao 1.061m, Mount Ben cao 1.049m, núi Wilson cao 1.008m, vùng đất Kings cao 1.000m, cao nguyên cỏ hẹp cao 1.000m, núi Cô Đơn cao 950m, núi Hay cao 944m, núi Arvine cao 850m. Dãy núi màu xanh là một cao nguyên bị chia cắt, được chạm khắc trên nền đá sa thạch. Hiện tại chúng là một loạt các đường sóng núi được ngăn cách bởi các hẻm núi sâu tới 760m. Điểm cao nhất ở dãy núi Xanh Dương, như được xác định hiện nay, là điểm không tên với độ cao 1.189m. Nằm cách Lithgow 7km về phía đông bắc. Tuy nhiên,
Điểm cao nhất trong khu vực rộng lớn hơn từng được coi là dãy núi xanh là núi Pindo, với độ cao 1.362 m. Một phần lớn của dãy núi xanh được sáp nhập vào dãy núi xanh lớn khu vực di sản thế giới, bao gồm 7 khu vực vườn quốc gia và khu bảo tồn. Khu vực núi Xanh Dương là một phần địa lý riêng biệt của tỉnh Sun Plain, Hunter, Hawkesbury. Tại đây là một phần của bộ phận sinh lý học Cordillera, Đông Úc. Các thảm họa thiên nhiên chính gây ra cho khu vực này là cháy rừng và bão dữ dội. Trong những năm gần đây, các vùng núi thấp đã phải hứng chịu hàng loạt vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn về tài sản, nhưng tương đối ít thiệt hại về nhân mạng. Những ngọn núi phía trên đã không xảy ra hỏa hoạn lớn trong vài thập kỷ. Cho đến tháng 12 năm 2002, ngọn lửa Black Hill lên vào tháng 11 năm 2006, khi một ngọn lửa lan rộng ở thung lũng George đe dọa một số cộng đồng bao gồm Bell và Black Hill. Ngọn lửa Lawson Long Airplay, ngọn lửa mới nhất này cháy gần một tháng, nhưng đã được dập tắt chủ yếu do thời tiết thay đổi, không gây thiệt hại về người và tài sản. Một chương trình đốt mùa đông dường như đã thành công trong việc giảm bớt đám cháy ở vùng núi phía trên. Trong những năm gần đây, các vụ cháy rừng đã trở nên tàn khốc và lan rộng hơn nhiều so với trước đây. Khu vực này đã bị thiệt hại nặng trong vụ cháy rừng ở New South Wales năm 2013. Tuy nhiên, điều này thậm chí còn bị lu mờ bởi mùa cháy rừng ở Úc năm 2019 đến năm 2020. Trong đó, toàn bộ dãy núi bị tàn phá ở quy mô chưa từng thấy trước đây. Theo báo cáo sơ bộ, tính đến tháng 1 năm 2020, có tới 80% khu vực di sản thế giới đã bị đốt cháy. Nhiều khu vực trong số này chưa từng bị cháy trong bất kỳ vụ cháy rừng nào được quan sát trước đây. Những ngọn lửa tàn phá này có liên quan đến việc đẩy nhanh biến đổi khí hậu. Đã có lo ngại rằng các đám cháy có thể làm giảm nghiêm trọng tính đa dạng sinh học của khu vực và thậm chí quét sạch một số loài bị đe dọa trong khu vực, chẳng hạn như loài ăn mật nhiếp chính. Danh sách di sản thế giới. Khu vực dãy núi Xanh Dương rộng lớn được UNESCO nhất trí liệt kê là khu vực di sản thế giới vào ngày 29 tháng 11 năm 2000, trở thành khu vực thứ tư ở New South Wales được liệt kê. Khu vực này có tổng diện tích khoảng 10.000 km², bao gồm núi Xanh Dương, Kanandraboi, Volami, Garden of Stone, Gengo, Nathime và các công viên quốc gia Hồ Thermia, cùng với khu bảo tồn đá voi hang động Chenolan. Địa điểm này được chọn để đưa vào danh sách di sản thế giới vì tiêu chí 2 và 4. Thảm thực vật bạch đàn của Úc xứng đáng được công nhận là có giá trị nổi bật toàn cầu, nhờ khả năng thích ứng và tiến hóa trong thời kỳ cô lập hậu Gondwana. Khu vực này có sự thể hiện rộng rãi và cân bằng về môi trường sống bạch đàn, từ ẩm ướt đến khô hạn, Lerofin, Molly, Hillplan, cũng như các vùng đầm lầy, vùng đất ngập nước và đồng cỏ địa phương, và có sự đại diện của cả 4 nhóm bạch đàn. Ngoài ra còn có mức độ đặc hữu cao với 114 loài đặc hữu được tìm thấy trong khu vực, cũng như 120 loài thực vật quý hiếm và bị đe dọa trên toàn quốc. Khu vực này có một số loài di tích tiến hóa Volamia, Mirostrobos, Acrophyllum vẫn tồn tại ở các khu vực vi mô bị hạn chế nghiêm ngặt. Về động vật, khu vực dãy núi Xanh Dương rộng lớn là nơi sinh sống của hơn 400 loài động vật khác nhau. Trong số đó có những loài động vật có vú quý hiếm như khoi, đuôi đốm, gấu túi, lượng bụng vàng và potoro mũi dài. Ngoài ra, còn có một số loài bò sát quý hiếm như loài thằn lằn nước, núi Xanh Dương. Ngoài ra, còn có một số loài chó dingo trong khu vực. Chúng là loài săn mồi hàng đầu và săn chuột túi xám. Điểm thu hút khách du lịch. Đá Ba Chị Em gần Katoomba, New South Wales là một trong những địa danh được chụp ảnh nhiều nhất ở Úc. Đường đi bộ cầu thang khổng lồ chạy xuống vách núi đá vào thung lũng Jameson gần Three Sisters tạo điều kiện cho lối đi bộ tự nhiên xuyên qua thung lũng. Hang Chenolan, một loạt hoạt động đá voi ở phía tây nam Katoomba, đường sắt ngắm cảnh Katoomba,
là một tuyến đường sắt ngang hiện được sử dụng cho du lịch và ban đầu là một phần của đường xe điện khai thác Katamba, được xây dựng từ năm 1878 đến năm 1900. Đường sắt ngang đi xuống 415 mét qua các vách đá sa thạch, qua một đường hầm đá có độ dốc tối đa là 52 độ. Ngoài ra, tại địa điểm này còn có Scenic Skyway, cáp treo đáy kính, đi qua một nhánh của thung lũng Jameson, và Scenic Cowboy, cáp treo trên không, dốc nhất ở Úc. Hoạt động giải trí. Dãy núi Blue là điểm đến nổi tiếng dành cho những người leo núi, đi xe đạp leo núi và đi bộ đường dài cũng như vượt thác và các môn thể thao mạo hiểm khác. Những môn thể thao này được phục vụ tốt bởi các công ty hướng dẫn và cửa hàng thiết bị chủ yếu ở Katamba. Các điểm leo núi nổi tiếng bao gồm vách đá Centennial Land gần Black Hill và núi Piddington gần thị trấn Mount Victoria. Hoạt động đạp xe núi chủ yếu diễn ra trên nhiều con đường mòn tách ra khỏi trục chính của Western Highway, chẳng hạn như Narrow Neck Anderson Fire Trail và những con đường khác. Tương tự như vậy, nhiều con đường mòn rất phổ biến với những người đi bộ đường dài trong ngày, mặc dù có nhiều con đường đi bộ chuyên dụng cách xa đường Fire. Lincoln Rock ở thác Wentworth, New South Wales, có tầm nhìn ngoạn mục ra thung lũng Jameson. Trước đây được gọi là Flat Rock, nó được đặt theo tên của nhà leo núi người Úc Lincoln Horn. Vượt thác ở núi Xanh Dương là môn thể thao phổ biến và đáp ứng nhiều cấp độ kỹ năng khác nhau.
Nó tiềm ẩn những nguy hiểm cố hữu. Tuy nhiên, đối với những người có kỹ năng phù hợp hoặc những người muốn thực hiện một chuyến đi có hướng dẫn viên, có rất nhiều cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm một góc nhìn khác về núi Xanh Dương. Có rất nhiều lựa chọn leo dốc có sẵn ở núi Xanh Dương, bao gồm các tuyến đường đơn và nhiều chặng. Tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế với một số khu vực nhất định bị đóng cửa để leo xuống. Núi Xanh Dương xinh đẹp là một trong những nơi sở hữu những kỳ quan đẹp nhất nhì thế giới. Trong đó, không thể không kể đến núi Xanh Dương, một tuyệt tác được tạo nên bởi mẹ thiên nhiên. Núi Xanh Dương là một dãy núi vô cùng nổi tiếng của xứ sở chuột túi, nằm cách thành phố Sydney 1 tiếng di chuyển với khuôn viên rộng lớn lên đến 11.400 km², được bao phủ bởi sắc xanh bạc ngàn, địa hình chủ yếu của dãy. Nơi đây là cao nguyên sa thạch, được bao phủ bởi những khu rừng bạch đàn trải dài bất tận. Núi Xanh Dương sở hữu đa dạng cảnh quan. Một trong số đó chính là địa hình đá sa thạch xen lẫn sắc xanh của cây cối. Ngoại cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nơi đây còn là nhà của 6 nhóm người bản địa gồm Darut, Wundungura, Wira, Zuri, Wanarus, Dakin Jones và Tharawal, cùng rất nhiều loài động vật hoang dã, trong số đó thậm chí còn có những giống loài quý hiếm. Được biết, toàn bộ lãnh thổ của dãy núi này rộng lớn đến mức có đến 4 công viên quốc gia tọa lạc trong khu vực. Có thể kể đến như Wollemi Công viên Quốc gia, được mệnh danh là công viên quốc gia lớn thứ hai ở bang New South Wales, nước Úc. Công viên quốc gia Natai, Công viên quốc gia Núi Xanh và Công viên quốc gia Yengo với nhiều hoạt động thú vị. Tất cả những yếu tố trên đã khiến nơi đây trở thành địa điểm hoàn hảo cho những người yêu thích thiên nhiên, cũng như những người thích phiêu lưu mạo hiểm. Một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất ở núi Xanh Dương là ba khối đá kiến tạo sa thạch với hình thù độc đáo mang tên ba chị em đứng cạnh nhau. Tọa lạc gần thị trấn Kathamba, cao hơn 900 mét so với mực nước biển. Được biết, cái tên ba chị em có được bắt nguồn từ một câu chuyện huyền thoại của người thổ dân lúc bấy giờ, kể về ba chị em Mini, Wimla và Wunedo của bộ tộc Kathamba. Vì để bảo vệ ba người con gái của mình trước sự bắt cóc của ba chàng trai của bộ tộc khác, người cha đã phù phép biến ba cô con gái thành đá và sau đó sẽ biến họ ngược trở lại làm người. Thế nhưng, ông đã không may mắn sống sót sau trận chiến giữa hai bộ tộc, và những người con gái của ông cứ thế giữ nguyên hình hài của những tảng đá. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm hoạt động đi bộ đường mòn lên đến dãy núi ba chị em, và cao hơn nữa là điểm quan sát, có thể nhìn ra thung lũng hay điểm vang vọng. Tháp Wentworth là một thác nước 3 tầng tọa lạc ở phía đông nam của công viên quốc gia Núi Xanh. Để có thể tham quan được trọn vẹn nơi này, du khách sẽ cần phải chuẩn bị một thể lực tốt để đi bộ đường dài để có thể đến được đỉnh thác cũng như chân thác nước và thu trọn cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp vào trong tầm mắt. Ai đã từng đến đây cũng đều phải cảm thán và trầm trồ trước vẻ đẹp kỳ vĩ của nơi này. Núi Xanh Dương là một địa điểm vô cùng tuyệt vời dành cho những ai ưa thích trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và học hỏi thêm nhiều điều về trái đất của chúng ta.
danh lam thắng cảnh là một địa điểm thú vị với các phương tiện khác nhau để cung cấp cho du khách một trải nghiệm ngắm nhìn và đến gần hơn với thiên nhiên ngay tại núi Xanh Dương. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm lần lượt các phương tiện gồm đường đi trên cao là cáp treo với sức chứa đến vài chục người một lượt, sẽ đưa bạn đi trên chuyến cáp treo đến Catumba Falls. Khi đi, du khách có thể nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên từ bốn phía và đặc biệt là bên dưới chân có cả kính trong suốt, cho phép bạn nhìn được cả khung cảnh dưới chân mình. Đến với thế giới danh lam thắng cảnh, sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên kỳ vĩ từ bốn phía và thậm chí là bên dưới chân mình thông qua cửa kính. Đường sắt, đây là một chuyến tàu ngắn được thiết kế với vẻ ngoài tựa như những khoang của tàu lượn siêu tốc, nhưng trông chắc chắn và an toàn hơn rất nhiều khi được bao phủ bởi lớp kính trong suốt bên ngoài. Tuyến đường sắt tàu chạy còn được mệnh danh là tuyến đường sắt dốc nhất thế giới. Khi sử dụng đường sắt này, du khách sẽ được đưa đến thung lũng khủng long và bắt đầu chuyến hành trình với đường đi bộ ngắm cảnh, là một cung đường uốn lượn cho phép du khách đi bộ dọc theo cánh rừng để tham quan khung cảnh thiên nhiên cùng những mô hình khủng long đầy thú vị. Cáp treo. Sau khi đã tham quan xong hết tất cả, bạn sẽ lên chuyến cáp treo để trở về nơi xuất phát. Hang Chenolen nằm ở phía tây nam của công viên quốc gia núi Xanh Dương, chính là khu bảo tồn thiên nhiên Hang Chenolen, một địa điểm du lịch được xây dựng xung quanh 11 hang động và sông ngầm có các tour tham quan nhà hàng và nhà ở. Tại Hang Chenolen, du khách có thể khám phá một số hang động lớn nhất, hoạn mục nhất và nổi tiếng nhất của Úc và của thế giới. Một vài hang động trong số đó có thể kể đến như hang Chifley, hang Imperial, hang Oren, hang Temple of Bow, với đa dạng hình thù, kiểu dáng và thậm chí là thuộc hàng lâu đời nhất thế giới. Thank you.
city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Do it.